Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, một câu chuyện rất hữu ích và đáng học hỏi về điển hình sản xuất trang trại VAC hướng hữu cơ tại huyện vùng sâu Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng sẽ là nội dung chính được chia sẻ trong chuyên mục Chuyện nhà nông hôm nay. Cùng với đó là những câu chuyện hấp dẫn và đáng chú ý khác liên quan đến tình hình sản xuất của bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi chia sẻ liên tục trong 15 phút của 365 ngày chuyển động hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành với chương trình. Lâm Đồng quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 28-30%. Quảng Nam xâm nhập mặn nghiêm trọng. Nông dân Gia Lai phấn khởi vì ớt mất mùa nhưng được giá. Con số hôm nay, 156 vụ cháy rừng xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Thưa quý bà con, tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 175.000 hectare cà phê. Đây là loại cây trồng mang lại nguồn thu chủ lực cho nhiều nông hộ địa phương, nên ngành nông nghiệp đang triển khai các giải pháp đầu tư chăm sóc cây trồng khoa học, tái canh những diện tích cà phê già cỗi cho năng suất và chất lượng thấp. Đã có trên 55.000 hectare cà phê được bà con nông dân các địa phương trong tỉnh tái canh bằng những biện pháp phù hợp như ghép cải tạo, phá trắng trồng mới. Song song với tái canh cà phê, ngành nông nghiệp còn khuyến khích bà con phát triển cà phê có chứng nhận theo tiêu chuẩn UTZ 4C Rainforest đạt 50-60% diện tích để cung cấp cà phê nhân đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ canh tác, công nghệ giống, công nghệ tưới tiên tiến tại các vùng cà phê trọng điểm của tỉnh như Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Đam Rông, thành phố Bảo Lộc. Xác định một số vùng sinh thái phù hợp để phát triển các giống cà phê chè cao cấp như Mocha, Catura, Bourbon, cà phê chè hữu cơ tại thành phố Đà Lạt, huyện Đam Rông và huyện Lạc Dương để hình thành một trong những vùng cà phê chè có chất lượng cao trên thế giới. Liên quan đến câu chuyện về chăn nuôi, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có nhiều điều kiện phát triển chăn nuôi. Tuy nhiên, đến nay thì tỷ lệ của ngành chăn nuôi chiếm chưa đầy 20% trong tỷ trọng ngành nông nghiệp địa phương. Điều này đang đặt nhiều thách thức và cần có những giải pháp để Lâm Đồng hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 28-30% vào năm 2030. Do đó, thông qua việc quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng đặt ra mục tiêu chung là phát triển ngành chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản xuất và tăng nhanh tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, tăng thu nhập cho doanh nghiệp, người nông dân, đáp ứng nhu cầu về thực phẩm, gắn với chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến năm 2030, ngành chăn nuôi Lâm Đồng phấn đấu phát triển đàn bò đạt 200.000 đến 210.000 con, đàn heo từ 850.000 đến 900.000 con, đàn gia cầm từ 9,5 đến 10 triệu con, nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi đạt 28-30% vào năm 2030. Thưa quý bà con, dự án trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt vừa được cơ quan thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng chứng nhận đăng ký điều chỉnh đầu tư. Theo điều chỉnh, dự án trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt sẽ nâng tổng đàn bò sữa hữu cơ lên đến 2.000 con vào năm 2020. Đến nay, dự án đã và đang triển khai hoàn thành đầu tư giai đoạn 4, gồm mở rộng lên 24 hectare diện tích trang trại bò sữa organic Đà Lạt, tọa lạc ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, lắp đặt thiết bị, xây dựng trạm thu mua sữa, bổ sung gần 63 hectare đồng cỏ và trang trại chăn nuôi khoảng 700 con bò sữa hữu cơ tại địa bàn thị trấn Di Linh, huyện Di Linh, dự kiến hoạt động ổn định vào đầu năm 2020. Được biết, dự án trang trại bò sữa Vinamilk Đà Lạt triển khai từ năm 2011 đến nay, tổng diện tích gần 150 hectare thuộc địa bàn các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng và thành phố Bảo Lộc. Liên tục chương trình, nông dân Gia Lai phấn khởi vì ớt mất mùa nhưng được giá. Phát triển vùng nguyên liệu trồng ấu ở Đồng Tháp. Chuyện nhà nông, mô hình VAC hướng hữu cơ ở vùng xa. Thưa quý bà con, câu chuyện khô hạn vẫn là những thông tin thời sự nóng về nông nghiệp trong những ngày này. Nắng nóng khô hạn diễn biến khó lường đang khiến cho tình hình hạn hán thiếu nước nghiêm trọng gây hại cho ngành nông nghiệp ở các tỉnh miền Trung. Tại Quảng Ngãi, mặc dù đã có nhiều giải pháp nhưng diện tích cây trồng, ruộng lúa chết trắng đồng ngày càng nhiều. Ngành nông nghiệp và người nông dân thực sự bế tắc. Những ngày qua, ông Trần Hòa ở xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi liên tục bám đồng để cứu diện tích lúa đang chết dần trên ruộng. Dù ông liên tục tìm nguồn nước từ ao hồ bơm nước giếng vào ruộng, nhưng do nắng hạn kéo dài, nước về cũng không kịp cứu lúa. Phần lớn lúa chuyển sang vàng khô, không thể phát triển bông.
Bây giờ cái nước đợt này là nó là cuối cùng đó, được nước này là hết không còn nữa, là cái này điều sao là cho bò ăn. Do nắng nóng gay gắt kéo dài và lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm nên Quảng Ngãi hạn hán trầm trọng, gây hại cho cây trồng chính vụ. Hiện hơn 740 ha diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được và 770 ha lúa vụ hè thu chưa gieo xạ. Theo thống kê, hạn kéo dài ảnh hưởng 13.000 ha cây trồng, trong đó 7.400 ha lúa, 5.600 ha cây trồng khác. Các địa phương vẫn nỗ lực ưu tiên nguồn nước cứu lúa và cây màu đang sinh trưởng. Thực tế, nắng nóng khô hạn không chỉ gây nên tình trạng thiếu nước tưới, mà nắng nóng kéo dài cùng với việc nước trên hệ thống các sông giảm cũng khiến cho xâm nhập mặn gia tăng và diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nơi, trong đó có tỉnh Quảng Nam. Hiện nay, nước mặn đã xâm nhập mạnh đến đoạn sông thuộc địa bàn các xã Điện Trung, Điện Phước, thị xã Điện Bàn, trên dòng chính sông Thu Bồn và cách vòm Cẩm Đồng của xã Điện Phong hơn 2 km về phía thượng lưu. Do vậy, địa phương này đang triển khai cấp bách các biện pháp để ứng phó. Số liệu quan trắc đầu tháng 7 cho thấy, mực nước trên sông Thu Bồn tại trạm Thủy Văn Giao Thủy là 0,33m, nồng độ mặn đo được tại khu vực cầu Câu Lâu là 20,2 phần nghìn, tại khu vực vòm Cẩm Đồng là 2,7 phần nghìn. Những ngày tới, nước sông sẽ chịu ảnh hưởng vào chế độ bán nhật triều nên độ mặn sẽ còn tăng cao. Cùng với đó, nắng nóng và thiếu nước sẽ khiến xâm nhập mặn sâu hơn, khốc liệt hơn trên sông Vĩnh Điện và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận hành cấp nước tại các trạm bơm lấy nước ở vùng hạ lưu sông Thu Bồn. Theo số liệu quan trắc được thì đây là lần đầu tiên độ mặn đạt được cái ngưỡng cao nhất. Hiện nay thì tất cả các cái trạm bơm mà lấy nước trên hệ Vu Gia đều bị nhiễm mặn và xâm nhập mặn. Chúng tôi chỉ có thể là vận hành lách triều khi triều rút cho một số trạm bơm. Nếu thời tiết không chuyển biến có mưa và trời tiếp tục có những đợt nắng nóng thì dự báo thì khả năng việc xâm nhập mặn vào hạ du của Thu Bồn rất khốc liệt hơn nữa. Thì chúng tôi rất là lo lắng. Trước tình hình trên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Quảng Nam khẩn trương tổ chức triển khai các giải pháp công trình, chuyển nước từ các nguồn để bổ sung khẩn cấp cho các vùng thiếu nước bị nhiễm mặn. Công ty đang chuẩn bị tiến hành nạo vét sông Lạc Thành để có nguồn nước bổ sung nhanh về các đập dân Bầu Nít và Thanh Quýt, đồng thời thực hiện xả nước của sông Vu Gia qua đập dân Thanh Quýt về sông Vĩnh Điện để tạo nguồn nước ngọt ở thượng lưu đập. Cũng đã có cái công văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài nguyên Môi trường về việc là đề nghị các cái thủy điện phải có cái sự phối hợp tích cực hơn trong cái việc phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện cái công tác vận hành điều tiết nước cho vùng hạ du. Nắng nóng kéo dài và sông bị nhiễm mặn khiến nhiều nơi ở thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Người dân được khuyến cáo sử dụng tiết kiệm và chia sẻ nguồn nước lẫn nhau, hạn chế thất thoát. Trong chương trình 365 ngày chuyển động mới đây, chúng tôi có đề cập đến câu chuyện nông dân trồng ớt tại nhiều địa phương trong tỉnh Ninh Thuận vui mừng vì ớt được giá. Đáng mừng là không chỉ riêng Ninh Thuận, niềm vui từ cây ớt đã lan tỏa sang cả nhiều hộ dân tại tỉnh Gia Lai. Toàn huyện Đắc Bơ hiện có 296 hectare ớt. So với năm ngoái, giá ớt trung bình năm nay cao gấp đôi. Đặc biệt, có thời điểm giá ớt đạt mức 100.000 đồng một ký, giúp nông dân trồng ớt lãi hơn 40 triệu đồng cho mỗi sào ớt. Hiện tại khu vực phía đông tỉnh, giá ớt đã bước vào cuối vụ. Dù giá ớt đã hạ nhiệt, giảm còn 35.000 đồng một ký ớt tươi loại 1 và 20.000 đồng một ký ớt tươi loại 2. Nhưng với mức giá này, bà con nông dân vẫn có lãi hơn 10 triệu đồng một sào. Dạ hôm nay ớt cũng mất mùa nhưng mà nhờ cái giá cũng được. Bà con cũng thu, cũng người nào có ớt người đó có tiền vậy. So với mọi năm, số lượng người trồng ít hơn bởi giá ớt thường xuyên rớt giá. Bên cạnh đó, các địa phương không khuyến khích người dân mở rộng diện tích trồng nhằm hạn chế thiệt hại khi giá cả thị trường bấp bênh. Đơn cử như tại xã Tân An, địa phương có diện tích ớt nhiều nhất tại huyện Đắc Bơ. Nếu như những năm trước, mỗi năm địa phương này có hơn 300 hectare ớt, thì năm nay diện tích ớt giảm còn hơn 150 hectare. Ngoài việc giảm diện tích trồng, năm nay thời tiết diễn biến thất thường nên ớt không cho năng suất cao như năm trước. Nếu như trước kia một sào cho sản lượng khoảng 700-800 kg, thì năm nay chỉ còn khoảng 650-700 kg một sào. Tuy nhiên, năm nay giá ớt cao nên mang lại nguồn thu nhập khá cao cho người nông dân. Thưa bà con, củ ấu là cây trồng thủy sinh được trồng tập trung ở các huyện tại tỉnh Đồng Tháp. Đặc biệt, củ ấu nơi đây mang một vị ngọt bùi riêng biệt. Để phát triển thế mạnh và đặc trưng của vùng nông sản này, huyện Lấp Vò đang tập trung định hướng canh tác ấu theo hướng an toàn. Ông Lê Văn Thành, ngụ ấp Hưng Lợi Tây, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò trồng 3.500 m2 ấu cho biết, ban đầu người dân nơi đây trồng giống ấu ta, sau này nhận thấy giống ấu Đài Loan có trái to hơn, vỏ mỏng ruột nhiều, cho năng suất cao hơn nên mua giống về trồng. Khi đến cuối vụ, dọn ruộng thì thu gom ấu rụng dưới ruộng về gieo lên vèo làm giống trồng lại mùa sau. Và trái ấu Đài Loan với hình hài có hai sừng nhọn đã gắn bó với bà con nông dân nơi đây hơn 17 năm nay. Thì nó lợi nhuận là nó phải cao gấp mấy lần lúa.
Như hiện tiền bây giờ lúa năm nay nông dân thất thoát rồi, giá cả bấp bênh không có, phân thuốc thì mắc, nhưng người ta lợi công vậy có mười mấy triệu, lúa mặn công lợi nhiêu triệu mấy. Để phát huy thế mạnh của loại cây trồng này, tạo một vùng nguyên liệu đặc trưng của địa phương, ngành nông nghiệp huyện đã hướng người nông dân trồng ấu sản xuất theo hướng an toàn để nâng cao chất lượng, lợi nhuận và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Vào năm 2018, tổ hợp tác liên kết sản xuất ấu an toàn ấp Hưng Lợi Tây đã ra đời. Mình trồng mình lan tràn vậy đó, rồi mình muốn trồng sao trồng, bây giờ vô tổ hợp tác thì mình không có xịt thuốc gì nhiều, có năng suất cao hơn, cái giá cả nó trúng hơn, ổn định hơn. Đầu ra thì mình bán về cho lái với hợp đồng cho mình cái ấu sạch của mình. Toàn huyện Lấp Vò hiện có trên 220 hectare diện tích trồng ấu. Cây ấu giờ đây đã trở thành một trong những loại cây trồng đặc trưng mang lại thu nhập khá cho người nông dân. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục Con số hôm nay. 156, đây là số vụ cháy rừng xảy ra trong 6 tháng đầu năm nay trên cả nước. Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước xảy ra 156 vụ cháy rừng. Cháy rừng diễn ra rất phức tạp, nhất là đối với các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Cụ thể, cả nước đã xảy ra 156 vụ cháy rừng. Số vụ cháy rừng tăng 61 vụ, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2018. Diện tích rừng bị cháy 930 ha, tăng 705 ha, hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Thời kỳ cao điểm xảy ra cháy rừng từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Trong đó, có 45 vụ cháy gây thiệt hại tới rừng, bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Diện tích rừng bị thiệt hại ước tính sơ bộ khoảng 293 ha, có 14 vụ chưa xác định diện tích rừng bị thiệt hại. Nhận diện những thách thức còn tồn tại trong thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá, theo dự báo khí tượng thủy văn, hiện có 3 tỉnh đang đối diện với nguy cơ cháy rừng cấp 5. Các địa phương cần chủ động có phương án xây dựng cảnh báo, dự báo tình hình, từ đó có giải pháp thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng và đặc biệt là chữa cháy rừng. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện thú vị, mô hình sản xuất hiệu quả của bà con nông dân trên cả nước. Thưa bà con, hiện nay cơ cấu sản xuất ở nước ta đang tiếp tục chuyển đổi nhanh theo hướng xây dựng những mô hình trang trại, đặc biệt là phát triển mô hình kinh tế trang trại theo mô hình sinh thái VAC khép kín. Tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Lâm Đồng, bắt kịp với xu hướng sản xuất và tiêu dùng hiện nay, mô hình VAC hướng hữu cơ đã được nhiều nông hộ áp dụng triển khai thành công và mang lại những kết quả đáng khích lệ. Trồng cỏ nuôi bò, rào vườn thả gà, đào ao thả cá và những cây ăn trái trĩu quả trên mảnh vườn hơn 3 hectare, đây chính là khối tài sản của gia đình ông Trần Văn Long và bà Nguyễn Thị Khương ở xã Roman, huyện Đam Rông, với mong muốn tạo ra những sản phẩm an toàn sử dụng trong gia đình cũng như tạo ra giá trị cho xã hội. Gia đình ông Long đã lựa chọn lối canh tác hữu cơ bền vững, sử dụng hoàn toàn các chế phẩm hữu cơ để trồng trọt và chăn nuôi. Đối với phân bón thì nó nhiều chất khoa học, nhiều cũng mình vừa mình cũng ý tưởng là nuôi trùng quế, mà lấy cái phân trùng quế chăm sóc cho cây cà phê nó tốt hơn, mà thứ hai nó con trùng dung để cho mình chăn nuôi bò là heo và chăn nuôi cá. Bước đầu khởi nghiệp thì coi như cũng mong muốn là coi như là sau này có nhiều vấn đề mà để mình phát triển hơn. Mô hình vườn ao chuồng này hoàn toàn khép kín và hầu như không cần dùng đến các sản phẩm mua ngoài thị trường, trồng cỏ để nuôi bò và cho cá ăn, dùng phân bò nuôi trùng quế và lấy phân bón cho vườn cây, dùng trùng quế để nuôi gà và thả cá. Không dễ để làm được như vậy nên gia đình ông Long bà Khương cũng gặp không ít khó khăn. Vì bây giờ mình thì có đất nhưng mà vốn thì không có. Cái bò thì là nhà nước đối ứng rồi thì là cũng được một phần rồi. Nhưng mà còn bây giờ nhìn vườn thì nhiều nhưng mà công sức thì không có. Thành ra cũng phải khó khăn nhiều lắm, phải vay mượn đủ thứ mới làm lên. Hiệu quả kinh tế từ mô hình rất khả quan, chỉ nhìn những cây cà phê già cỗi nay lại xanh tốt. Các loại cây ăn trái trong vườn cũng phát triển đồng đều. Đàn bò béo mập đã nhân đàn lên hơn 20 con. Gà trong vườn, cá trong ao cũng cho thu hoạch thường xuyên, đảm bảo được đời sống hàng ngày cho gia đình. Mặt trận các đoàn thể thì cũng tổ mong muốn là tuyên truyền thêm cho các hộ gia đình hiệu quả cái mô hình này để chúng ta nhân rộng thêm. Hy vọng đây sẽ là mô hình có sức lan tỏa đến nhiều nông dân trong vùng hơn nữa, để ngày càng nhiều nông dân phát triển nông nghiệp sạch, bền vững vì chính gia đình mình, vì sức khỏe người tiêu dùng và sự phát triển của địa phương. Thưa bà con, câu chuyện thú vị về một mô hình sản xuất an toàn hiệu quả trong một chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 02633 829930. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con trong chương trình ngày mai.